Hello guys, welcome back my channel. Em Hero đây. Em Hero. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một clip cực kỳ đặc biệt, đó chính là một giải đấu. Nó cũng giống như kiểu series world của 2018, 2017. Tuy nhiên thì nó sẽ khác một chút, đó chính là cái việc mà cái thể loại thức của nó sẽ giống CRL. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu cực kỳ là quan trọng đến từ team của Trung Quốc và team của Nga. Nếu các bạn muốn muốn biết thông tin về giải đấu này cũng như là các trận đấu này thì hãy follow kênh của NewTGG channel mình sẽ, và Twitter của họ mình sẽ cút ở dưới phần below, phần mô tả. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 2 giữa Lciop và Hazard the Eagle, một hai player cực kỳ là nổi tiếng của top thế giới. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên giữa Hazard và Eagle và Lciop. Thực ra là mình gọi là Eagle hơn là việc gọi là Hazard và Lciop. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thể thức của họ thì giống CL thôi. Vì vậy là không có ban thẻ trong cái hình này. Ngay từ ban đầu thì Eagle anh ta sử dụng một cái deck Sparky và Barbarian, nghĩ đến một cái deck là Eagle's Earthquake, nhưng mà ở trong những cái giải đấu cực kỳ là quan trọng thế này thì họ sẽ không sử dụng những cái deck thông thường, mà họ sẽ vẫn là Sparky và Golden Dragon. Đây là một combo cực kỳ là gọi là phổ biến ở thời điểm hiện tại, cực kỳ là phổ biến luôn. Bên này Miner có cả Aegis rồi, rất tuyệt vời là có cả Aegis cực kỳ kịp thời luôn. Mini Becca còn Aegis sẽ làm việc cực kỳ tốt. Mini Becca, nếu trong cái tôi vừa rồi mà con Mini Becca mà sống con Sparky không bắn kịp thì gần như đây là một combo cực kỳ là mạnh mẽ, là một cái support cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì Eagle anh ta sẽ có bất lợi thế ở trong cái game này, bởi vì là có cả Aegis và có cả hình như là thẻ cuối cùng là Poison hay là Fireball đấy, mình nghĩ là Poison. Và Hazard, đây là một cái deck mình nhớ là đây là Earthquake, Sparky Earthquake, Royale ở Goblin Giant, đúng không? Và thẻ cuối cùng của mình đã chờ đợi thẻ cuối cùng của Lciop là gì đây? I think the last Poison. Lciop deck Poison and maybe Fireball. Aegis here, Mini Pekka, rồi xong rồi. Lightning! Đây không phải là Earthquake, tuy nhiên thì trong cái tên vừa rồi thì con Mini Pekka không bị chết bởi Lightning và một hit của nó là con Sparky đi rồi. Cực kỳ là tuyệt vời. Và bây giờ thì một Miner đẩy lên và phía bên phải. Rất nhiều đam đến từ Miner và con Mega Minions. Trong cái chỉ cần 2 phút tên vừa rồi thì cực Elsa Magda cũng có rất nhiều đam về phía trụ bên phải. Kỳ tuyệt vời. Mà trong cái matchup lần này thì mình không nghĩ là Eagle anh ta sẽ có một trận thắng đầu tiên trong cái set này. Poison đây rồi, không phải là Spark, không phải là Fireball. Matchup này Poison sẽ có lợi thế hơn bởi vì là Poison có thể giết được cả. Tuy nhiên thì trong cái thân này sẽ xử lý như thế nào đây, còn cực kỳ là tuyệt vời. Một pha defense gọi là quá tuyệt vời của Lciop, không mất một đam nào luôn. Phải dùng Miner để thủ rồi. Tuy nhiên trong cái tên này cực một cái combo cực kỳ là cục xúc đến từ Hazard. Rồi dần phía ngay cầu phải giết được con Sparky. Và Aegis đâu xuất hiện đi. Sparky bắn cực kỳ là rát. Bây giờ Aegis đây rồi, xuất hiện đây rồi. Tuy nhiên thì Hazard anh ta cứ đẩy trên này thì liệu rằng là còn một phút, hơn một phút rưỡi nữa thì liệu rằng là Lciop anh ta có thể thủ được không? Tuy nhiên thì trong cái tên mình nghĩ là nếu anh ta cứ defend như thế này và cứ đánh trong cái nhịp như thế này thì mình nghĩ là sẽ thủ được thôi. Poison Dose. Còn Mini Pekka đây rồi, Dragon sẽ tách ra. Lightning, còn Mini Pekka sẽ không chết. Đúng rồi. Và Aegis đâu? Đây là một thời điểm của Aegis. Eagle anh ta đã rất nhanh, đang đàn gác để chặn được ngờ không? Rồi. Lciop anh ta defend cực kỳ tuyệt vời. Chỉ khi mà con Miner... GG. GG. Và Poison đấy rồi, rất nhiều đam từ Miner.
Và bây giờ là thời điểm của Dragon, Poison đâu? Đây là thời điểm Poison rồi, đàn gắt được đàn gắt và con Minion sẽ nằm xuống đây thôi. Một cái giáp thôi là có một hit của Miner không? Một hit của Dragon không được, một hit của Dragon bây giờ là Psycho. Thời điểm bạn nhân 3 spell rồi thì cực kỳ là nhanh để Miner đẩy lên là Poison rồi. Gì last game là push Miner. Tuyệt vời. Cực kỳ là tuyệt vời. Một phát defense cực kỳ là tốt của Lciop. Và chúng ta sẽ đến bằng game thứ hai, xem là liệu rằng là một Pekka God và một Mota God thì sẽ đánh như thế nào đây. Liệu rằng hai người này sẽ có Lciop và Lciop Pekka Ram đi rồi, Pekka Spam đi rồi. Đấy là Miner, liệu rằng là Ego anh ta sử dụng Mota Bait không? Đây là một mạng dịch cả chờ, boom. Một phát phải nói là đợt với những player pro thì họ sẽ thường sẽ đặt Magic Catcher cực kỳ là nhanh để có thể tưởng như nào. Bad tip, rất nhiều đam. Liệu hình như là Eagle anh ta không có đàn gà Goblin Gang. Vì nếu mà trong cái turn vừa rồi anh ta mà có Goblin Gang thì anh ta sẽ chặn đặt để chặn được con Banit. Hình như là turn vừa rồi vẫn chưa đủ. Hình như là Goblin Gang ở trong turn vừa rồi vẫn chưa xuất hiện. Rất là đáng tiếc cho Eagle. Nếu mà trong thơ vừa rồi anh ta sẽ có một đàn Goblin Gang thì anh ta sẽ có lợi thế, sẽ chặn được con Bandit và không bị mất nhiều đam, không bị mất nhiều máu ở cái phiên thơ này. Và một giáp, wow, hoàn hảo. Phải nói quá hoàn hảo trong cái thơ này. Một pha defense cực kỳ là hoàn hảo, bây giờ là anh Eagle anh ta chơi một deck là Pekka, tuy nhiên là trong cái turn này thì rất là khó để có chặn được. Nếu mà anh ta trong cái turn vừa rồi anh ta sẽ dùng Rascal thì mình nghĩ sẽ hợp lý. Rascal thì sẽ có lợi thế. Mà Zigarcher, một con phải nói là cực kỳ mạnh trong cái tên meta này. Mà Zigarcher rất nhiều đam từ Mà Zigarcher và con Mota không có một hit nào. Đặt Pekka ngay cầu, thực sự là rất là bản lĩnh. Tôi mình không nghĩ là sẽ đặt Pekka ngay cầu để chém một con Mà Zigarcher. Và đây sẽ là một cái poison hay là dùng equip đây. Có dùng equip cho tuần này không? Một giáp. Wow. Một giáp và một Pekka chặn ngay được đàn gang này. Đàn gang và con Pekka đằng sau. Hai đàn, hai phút, hai đàn đến từ con poison đây rồi. Có gì chặn không? Tại tiếp tục để thả rất nhiều đàn đến từ chủ bên trái. Rất nhiều đam mà trong cái tên lúc này thực sự là Eagle anh ta đang mất lợi thế rất nhiều. Còn Magic Catcher sẽ bật cực kỳ là thốn, rất nhiều đam đến từ Magic Catcher. Bandit ở phía bên trái và một con Bandit đơn giản thôi, chẳng phải dùng Miner để thủ rồi. Tuy nhiên phải dùng Miner để thủ thì cực kỳ là khó cho Eagle bởi vì anh ta sẽ mất một thẻ công. Bây giờ tiếp tục là Lciop anh ta sẽ put hai làn luôn. Mãn sẽ cả chơi bắn. Mota sẽ có một hit không? Không có một hit. Tuy nhiên là Ram cũng phải bay. Nếu mà trong cái turn vừa rồi thì một con Mota nằm xuống nhanh hơn thì Ram sẽ có thể chuyển hướng và sẽ có một hit. Còn God đằng sau chém nứt đằng gang rồi. Miner đang móc lốp phía sau. Sẽ có một hit không? Poison đấy rồi. Sẽ poison ở đúng lúc này. Mota không có một hit nào luôn. Magic Archer xuất hiện. Rất nhiều đam đến từ Magic Archer. Hình như là có một đam vừa trộn vừa rồi. Còn Magic Archer cực kỳ là khó chịu trong cái matchup này. Và gần như là không giết được con Magic Archer là thôi xong rồi. Bandit sẽ hút lại với con Dark Goblin. Magic Archer vẫn còn đấy. Ok, GG. Oh my god.
Wow, congratulations. Chúc mừng team Chinese China. Một mở đầu cực kỳ là tuyệt vời. 2-0. Ok. And see you guys. See you next stream. See you next video. And please subscribe to GG channel and Twitter. See you. Bye bye.